trấn nguyên ơi trấn nguyên chẳng cách không ra và chẳng thời gian trấn nguyên người vẫn chung chung chờ ta trở về mải mê trong chốn chẳng láo chỉnh trong hình chắn xôn xao xa. từ ấy ta quên đường về ta quên đường về trấn nguyên ơi

No. Mm -hmm. thưa đại chúng hôm nay chúng ta học tiếp tứ diệu đế à, đến phần thứ hai là tập đế có nghĩa là nguyên nhân của luân hồi sanh tử à, tứ đế là một bài pháp đầu tiên trong đó đức phật à, đã tóm tắt những điều căn bản để giới thiệu cho hàng đệ tử biết mà tu tập và trong cái pháp hội đầu tiên đó à, tại vườn lộc uyển đức phật đã thuyết pháp cho năm anh em kiều trần như và sau khi nghe pháp thì kết quả là năm anh em kiều trần như đều chứng quả a la hán hôm nay bài pháp đã được trùng tuyên lại đầu tiên trong tháng giêng năm 2016 <laughs> hy vọng rằng sau khi nghe pháp thì sao chúng ta cũng chứng quả luôn à, chứ không phải là nghe xong cái mình hẹn nó dạ con hiểu rồi để từ từ con làm thì nó sẽ không có được lợi ích từ từ có nghĩa là chưa làm mà chưa làm thì kết quả là phải khổ đau thôi khổ thôi à, có nhiều người nói trời con thấy đâu đâu nó nổi khổ thấy không được được <laughs> thưa đại chúng chính vì mình nghĩ như vậy đó cho nên mình chưa chịu tu nhưng mà khổ không thưa đại chúng đầu tiên mình đang khổ gì khổ cái gì nữa khổ về gì bây giờ biên à, kính à, thích à, trình bày pháp bằng mấy ngón tay tức là bằng toán học khổ làm sao đâu xin giơ ngón tay lên coi đưa mấy ngón có người đưa bốn ngón có người đưa hai ngón mấy ngón nữa, ba ngón, rồi mời đại diện mấy ngón tay trình bày thử coi. Số 4 là gì? Mời Diệu uh, Thường. Phật Thưa Thầy và đại chúng um, bốn cái khổ mà Phật dạy tức là tứ khổ đế tức là khổ, tập, diệt và đạo. Nữa, có chúng ta nữa. Ăn bánh tét quên rồi, là nó bị trơn nó nó trở qua một bên thấy số 4 thấy được thấy không? Nhưng mà chưa được đó thấy không? Rồi bốn đó là gì? Mời vị khác của bồ Cô uh, Tuệ tại vì cũng đưa bốn ngón tay Thành ra cùng đi một rốt với cô Thường cô thường. mô Phật à, uh, Sanh lão bệnh tử Sanh già bệnh chết Mình có đang bị như vậy không? Mình có đang khổ vì sinh ra không? Có Có già không? Có Có bệnh không? Có Và cuối cùng có ai tránh khỏi cái chết không? Không Và nhìn bằng đôi mắt của Phật dạy thì cái sanh già bệnh chết đó đang đang diễn ra từng giây từng phút. Chúng ta đang già đi từng giây từng phút và chúng ta đang chết từng giây từng phút. Cái giây phút trước không còn. Đó sanh già bệnh chết mất đi ngay từng tích tắc. Rồi bây giờ ba ngón tay là gì? Mời chơn hiển huệ. Dạ thưa thầy con nghĩ ba con đưa ba ngón tay con nghĩ là giờ mình khổ là vì tham sân si thưa thầy. Dạ <laughs> vậy ba ngón đó nó thuộc về nguyên nhân rồi là tập đế. Trời ơi ba ngón là tinh hoa của lần học pháp này đấy. Ai có tham dự kỷ niệm vỗ tổ lần thứ 43 của tổ sư sư ông Thích Thiện Hoa. Chúng tôi đã nhấn mạnh lần học pháp lần này chúng ta được nghe lời chỉ dạy của Hòa Thượng Tổ Sư Thích Thiện Hoa Và đặc biệt của Hòa Thượng là khai thị về ba khổ Chính là Rồi xin mời trả bài vuốt đuôi coi Chính là Khổ, khổ, có người vuốt đuôi trật lắm thôi nha Nghe âm thanh là chưa cần nghe gì là biết nó trật rồi Tại vì không có dính gì chữ khổ, khổ Hoại khổ và hành khổ có nghĩa là trên cái cuộc đời đầy đau khổ trên cái thân vô thường sanh tử khổ này, chúng ta lại khổ vì hoàn cảnh xung quanh đến với chúng ta. Cho nên trên cái khổ có thêm cái khổ đến, gọi là khổ khổ. Cái thứ hai là hoại khổ. Tức là các pháp thật ra nó do duyên sanh thành ra dù nó đang có mà nó cũng là không thật có, nó hoại khổ. Nó không có nhưng mà mình đâu có chịu được như vậy đâu thí dụ như ai nói một câu mình thấy dễ thương thấy người đó thương mình cái mình dễ thương họ mình phát sinh một tình thương mình muốn cái tình thương đó là cái tình cảm này là trường cũ nhưng không ngờ vài bữa họ gặp mình họ nói chị ơi sao lúc này chị không dễ thương bằng lần trước mình đau khổ không khổ vô cùng tại vì mình muốn nó phải cố định tình cảm đó phải cố định không bao giờ thay đổi nhưng người đó lòng dạ thay đổi Lòng dạ người ta thay đổi hay tại mình vô minh Mình vô minh Cho nên đó là cái khổ của hoại khổ Mình cứ chấp nó là thật Nó có thật và nó phải trường cũ theo ý của mình Nhưng không ngờ Nó vốn là duyên sanh, huyển hóa không thật Cho nên gọi là hoại Và cái điều đó nó làm cho mình khổ Đã. Và cái cuối cùng chính là hành khổ Hành khổ là các pháp niệm niệm sanh diệt Hai phần đầu thì sanh diệt Sanh tử trong có thời kỳ Thí dụ vô thường cũng có theo từ thời kỳ bắt đầu và kết thúc Và cái duyên hợp Thật ra đôi mắt duyên hợp là ngay tức khắc Là đã là huyển hóa không thật Nhưng mà tới hành khổ là niệm niệm sanh diệt thì ngay từng sát na Nó có vẻ như xanh Nhưng mà không thật xanh Cho nên có vẻ như diệt Mà không thật diệt Thì cái trình độ này Chúng ta tu thiền Chúng ta đã có duyên tiếp cận với nó Cho nên những người ban đầu tọa thiền Thường thường là dễ bị dao động lắm Lý do mình thấy Ủa sao cái tâm mình nó lăng xăng quá ta Cảnh giới này mình chưa từng biết Mình tưởng cái gì nó cũng phải kiên cố Cái nhà là kiên cố không thay đổi Nhưng thưa đại chúng cái nhà này từng giây từng phút có vô thường không? Vô thường Cái thân mình thấy ký cân như vậy Chụp hình nguyên si vậy đó Nhưng mà có từng giây từng phút thay đổi không? Có Không phải chỉ cứ gương mặt Mà toàn bộ mình từng giây từng phút thay đổi Nó không thật Niệm niệm sanh diệt gọi là hành khổ Hành là sanh diệt Từng niệm Và để giải quyết cái hành khổ này bằng cách nào? chúng ta nhận ra một cái con người bất sanh bất diệt để đang trùng khắp đang vượt qua cái sanh diệt đó thì thưa đại chúng xin ôn sơ sơ và hôm nay xin vào bà học bài học lần này chúng ta học tập đế trước nhất chúng ta cũng sẽ có những kiến thức tổng quát như đã từng học chúng ta sẽ biết cội gốc của vô minh là gì nhưng qua bài học này chúng ta mới được giới thiệu một cách sơ lược thôi và chúng tôi mong rằng quý vị sẽ có duyên để gặp nhau trong buổi học kế tiếp nói về tính chất của vô minh chúng tôi cũng muốn gom gọn trong một bài nhưng mà e rằng à, quá dài thì quý vị cũng sẽ không tiếp nhận được đầy đủ cho nên mỗi lần mà muốn gom lại chúng tôi cũng rất là bối rối. Nó sẽ làm cho buổi học quý vị không tiếp thu trọn vẹn thì nó cũng không hay mà kéo dài thì à, cũng không muốn. Nhưng mà nói dài nó ngắn làm gì, tùy duyên thôi nha. Cho nên hôm nay xin giới thiệu quý vị bài tập đế phần 1. Mở đầu vì sao Phật nói khổ đế trước rồi mới nói tập đế? Đế là gì? Đế là chân lý là sự thật. Đó. Trong bài pháp tứ đế là bốn sự thật. Phật tuyên bố rằng cuộc đời này là đau khổ, gọi là khổ đế mà như chúng ta vừa ôn bài. Vì tất cả đều có cái thân với bốn giai đoạn sanh, già, bệnh, chết. Đây là bốn giai đoạn. Nó rất bình thường. Nhưng mà nó gây đau khổ và bốn vấn đề nó thuộc về tâm là cầu bất đắc, mong cầu, dù là mong cầu điều lành thiện cũng không phải dễ thành tựu. Rồi ái biệt ly có nghĩa là những người chúng ta ưa thích, những điều chúng ta yêu thích không phải dễ luôn luôn được gần gũi mà đôi khi phải xa lìa. Và khi xa lìa nó lại mang hai tính chất, một là sanh ly và hai là tử biệt. Có nhiều khi xa lìa ngay khi còn sống vì công ăn việc làm vì một cái duyên gì đó mà những người mình yêu thích không phải luôn luôn dễ dàng gặp nhau và đau đớn hơn nữa là tử biệt. Chết không còn gặp lại nhau. À, cái thứ ba trong vấn đề tâm linh đó chính là oán tắng hội. Những người mình không phù hợp thì cứ phải bên nhau có thể trong công việc có thể trong trong gia đình à, trong cái quyến thuộc có những người không hợp với nhau vẫn phải gặp nhau sống chung với nhau và quan trọng nữa là những điều mình không thích ví dụ mình không thích mình là người xấu mình không thích mình là người không thành đạt mình không thích những điều giống như nghèo khó vân vân mình đâu thích nhưng mà mình cũng không phải dễ vượt ra những điều đó và cuối cùng là năm ấm xí thạnh có nghĩa là trong cái con người mình là sắc sắc thân thì còn có uh, bốn phần nữa là thọ thọ là cái feeling khi sáu căn mình vừa tiếp xúc thí dụ mắt vừa tiếp xúc với sắc mình cảm thọ à thích ta dễ thương một cái gì nhẹ nhàng dễ thương một khung cảnh êm đềm có vẻ tươi mát Thì cái feeling đó chính là cảm thọ Và chúng ta thường để nó chi phối mình Nhưng mà cảm thọ này thực ra không thật đó, Và quan trọng nhất là những cái feeling, những cảm thọ Khi mình gặp người Giữa mình và người Nhiều khi người ta không cười Cái không cười đâu đã thành vấn đề Nhưng đối với mình không cười chính là thiếu tình cảm Cho nên mình định nghĩa không cười là thiếu tình cảm là mình khó chịu rồi nhớ người ta cười thì sao Mình cũng nói chưa chắc Nụ cười này chưa chắc là tình cảm nữa Đôi khi cái cười này họ có vẻ Phách lối gì đó cho nên cười Mình cũng không thích luôn đó, Cho nên cái feeling cảm thọ của mình Nó khiến cho mình Cũng không phải sống Một cách an vui đâu Trừ khi mình biết tu Thì cười cũng ok Không cười cũng được luôn Tuy nhiên không sao cả Sắc thọ tưởng Tưởng là mình nhớ quá khứ vị lai Tâm mình không sống trong hiện tại Người ta đang trình bày với mình những lời hết sức là tình cảm thân thiện Nhưng mình nhớ quá khứ Người này có một lần phê bình mình Mà không có nói trước mặt mình nha Mình nghe một người khác nói lại Mà nhất là người đó là boss của mình Thì không thể chấp nhận Dù bây giờ thân thiện mấy không không bao giờ chấp nhận Không bao giờ tin Thành ra quý vị thấy lúc đó là mình đang bị tưởng chi phối và hành có nghĩa là những tâm niệm lăng xăng của mình vừa nghe một câu là ở đây mình có một niệm đối phó liền thấy một vấn đề thì mình cũng có một niệm đối phó liền nó sanh khởi liên tục và không bao giờ mình lắng lặng yên để nghe nó khác với người tu khi mà mình tu dù là xuất gia hay cư sĩ mà mình tu thành công thì mình nghe trọn vẹn cái nghe. Không động tâm, không sân si trong thời gian nghe. Đó, và mình tập như vậy. Vì trong khi nghe là chúng ta thường nghiêng về cái chân tâm thanh tịnh của mình để lắng nghe. Chứ không chạy theo cảnh. Đà thì thưa đại chúng, xin ôn bài như vậy để trở về bài học hôm nay. Đời là bể khổ là một chân lý Phật tuyên bố Và cái tuyên bố này khiến cho mình bi quan Mà giúp cho mình yêu đời hơn Biết cách sống hơn Để được hạnh phúc hơn Bài học hôm nay chúng ta đang học Chính là tập đế là chân lý thứ hai Nói về nguyên nhân của khổ đau Chúng ta sẽ thấy trong những lời Phật dạy Tất cả đều có mình ở trong này Đã hành trì một cách sai lầm để đến phần thứ ba chúng ta sẽ được Phật chỉ dạy là cảnh giới an vui giải thoát là như thế nào. Chính là cảnh giới niết bàn sống với chân tâm. Người nào sống với niết bàn là sống với chân tâm. Sống với chân tâm là đang an trú niết bàn. Và phần thứ tư là đạo đế. Phật sẽ dạy 37 cách để mà có thể đạt được cảnh giới an vui. À, chúng tôi giới thiệu tổng quát như vậy và hôm nay đi vào bài tập đế là nguyên nhân của khổ đau thì một vấn đề được hòa thượng sư ông nêu ra là trong khổ đế chúng ta đã thấy rõ những nỗi thống khổ của trần gian trước những nỗi khổ ấy không ai là không nhàm chán nhưng thưa đại chúng mình có nhàm không thì đó là một điều mà chúng ta phải nhận thấy đó trước nỗi khổ đó không ai là không nhàm chán ghê sợ cho cuộc đời ở cõi tá bà này nhưng chúng ta thành thật nói rằng một số rất đông không nhàm chán không nhàm chán vì mình đủ năng lực hay không nhàm chán vì mình thiếu trí tuệ à mình thiếu trí tuệ mình không thấy hết còn cái người mà không nhàm chán là vì đủ năng lực để có thể sống an nhiên tự tại mà còn cứu đời nữa thì người ta cũng không nhàm chán. Cho nên người ta sẽ phát đại nguyện trở về để độ sanh. Nó khác với mình giờ này chưa đủ lực nhưng mà sao cũng không thấy chán, không thấy khổ gì hết á, cũng thấy là vui. Dù là hay khóc, dù là cũng không phải lúc nào cũng an vui thật sự không ai có thể an tâm điềm nhiên sống trong cảnh này nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu óc chúng ta là thứ nhất vì đâu sanh ra những nỗi khổ ấy câu hỏi thứ hai ta có thể thoát ra khỏi móng vuốt của chúng để sống một cảnh giới đẹp đẽ hơn không quý vị tập trả lời trước nha rồi quý vị sẽ nghe đáp án từ hòa thượng tổ sư và thứ ba, thoát ra bằng cách nào? Đó là những câu hỏi mà Đức Phật sẽ lần lượt giải đáp tương tận ở ba phần kế tiếp. Có nghĩa là ở đâu? Trình bày khổ đế rồi. Vì đâu sanh ra những nỗi khổ đó sẽ trình bày trong phần tập đế. Nguyên nhân khổ đau ta có thể thoát ra khỏi móng vuốt của nó để sống cảnh giới tươi đẹp hay không? Đó chính là diệt đế niết bàn và thoát ra bằng cách nào? Chúng ta sẽ nghe chỉ dạy trong phần đạo đế. À, ngay trong phần tập đế này, Đức Phật giải đáp câu hỏi thứ nhất của chúng ta là nói rõ nguyên nhân của khổ đau phần thứ hai. Nhận xét về Đức Phật. Đức Phật rất rành tâm lý của chúng sanh nên mới nêu lên cái khổ trước rồi mới nói cái nhân. Giống như nếu là bác sĩ, cái vừa gặp cái mình giới thiệu nè, cái thuốc mà đau bao tử đó nha, có mấy loại. Mình nói vậy, bệnh nhân có quan tâm không dù là bệnh nhân đang đau bao tử? Không, không quan tâm. Mà phải nói bệnh trước bệnh đau bao tử nó như thế nào nó ăn không được nó đau như thế nào mà có những người tôi đã từng gặp nha vừa ăn xong là bước ra phía sau ói hết mà thời gian kéo dài rất lâu như vậy thì sau khi nói ra những hiện trạng của bệnh rồi thì lúc đó giới thiệu thuốc người ta mới lắng nghe thì đức phật với tâm lý đó rành tâm lý của chúng sanh cho nên nêu lên cái khổ trước và tiếp theo mới nói cái nguyên nhân của khổ đau Đó chỗ này để chúng ta thấy được một bài học Để từ đó chúng ta cũng ứng dụng trong cuộc cuộc sống Chúng sanh nó ngó, nó lanh lanh cái miệng vậy Chứ nó không có hiểu nhiều đâu Ờ, Cho nên phải nói cho nó rõ là Thì quả mai nó mới khai mở Mà nó khai mở rồi cái nó đóng lại, nó mê lại liền à đó Cho nên là chúng ta khi giao tiếp nếu chúng ta không thành công thì cái người mà cần phải sửa sai là ai? Là mình. Mình có một cái gì đó chưa đủ bản lĩnh. Nếu ngay đầu bài pháp mà Đức Phật bảo này các ông hãy nghe ta nói rõ những nguyên nhân sanh ra đau khổ ấy. Nếu Ngài bảo như thế chắc chắn chúng ta sẽ không chú ý nghe cho lắm. Vì chúng ta mặc dù là sống trong bể khổ nhưng vẫn mê mờ Chúng ta có thấy một cách tường tận và rùng rợn tất cả những nỗi khổ của cảnh giới ta bà đâu Không thấy rõ Có nhiều khi chúng ta còn cho cảnh giới này là vui nữa là khác Do đó chúng ta không thiết tha đi tìm nguyên nhân phát sanh đau khổ chỉ khi nào chúng ta ý thức một cách sâu sắc những nỗi khổ sở của chúng ta thì mới băn khoăn khẩn cấp đi tìm cái đường tự giải cứu cho chính mình và muốn tự giải cứu cần xem vì đâu mà có khổ như vị lương y muốn trị bệnh trước phải tìm hiểu nguyên nhân sinh bệnh tóm lại Đức Phật được ca ngợi là Pháp Vương là Y Vương. Y Vương là gì? Vua thầy thuốc. Vua thầy thuốc để trị bệnh gì mà gọi là thầy thuốc? Thưa đại chúng, trị bệnh gì cho chúng sanh mà Đức Phật được gọi là thầy thuốc, mà gọi là vua đó. Vua là 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 nếu chữ ngoài đời hôm nay gọi là gì? King, ha? king chưa 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 chính xác lắm thí dụ như người đó là gọi là top là siêu đó ha siêu bác sĩ đó thì kêu vậy đó à, đại khái vậy chúng sanh đang bệnh gì mà phật được tôn xưng là vua thầy thuốc bệnh gì bệnh khổ bệnh khổ à kể cho đại chúng nghe ở vua u này chuyện này kể rồi mà quý vị thông cảm thì chuyện nào thật thì kể hoài à, à có đặt tuồng mới kể mới hoài được anh. À. Thật là trong lớp anh văn Phật pháp cũng có những à, vị bị bệnh nặng, thí dụ bệnh cancer. thì khi lần đầu tiên được báo tin như vậy, thường là ai cũng dao động cả. cái thông thường của mình là dao động, nhưng người biết tu là ngay cái bước một dao động thì người đó liền chấn chỉnh lại. Ồ, mình học rồi mà Thân là vô thường mà Sanh già bệnh chết mà Vậy hôm nay bác sĩ nói bệnh đâu có sao đâu Tại sao mình khổ, tại sao mình buồn Thì tới đó là Hầu như những thiền sinh Có dụng công liền chấn chỉnh lại Chấn chỉnh lại liền Bình thường Và sau khi bình thản trở lại Thì bắt đầu đối diện với cái bệnh chấp nhận nó Và ngồi với bác sĩ để tìm cách trị liệu. Và đến cách trị liệu chúng tôi cũng đã từng thấy thiền sinh tại thiền viện vô u giải quyết như thế này. Thời gian đến bác sĩ có hai cách để giải quyết về cancer, một là xạ trị hóa trị, hai là tự nhiên. Thì đó cũng là một cái giai đoạn mình phải hết sức là bình tĩnh để giải quyết. Thì cái vị thiền sinh của thiền viện vô u đã chọn cách không xạ trị. Chọn cách không xạ trị. Và thưa đại chúng. Không đầy mấy tháng. Bà đã trở lại lúc học. Vẫn đi học bình thường. Nhưng một hôm bà báo tin vui. Rằng hôm nay bà đã free. Đối với cancer. Đó, cho nên nhắc lại đại chúng. Chúng ta có buồn. Có khóc. Cũng có hết bệnh được không? Không. Đó, thì làm sao mình chứng tỏ được cái năng lực trí tuệ của mình trong cuộc sống. Ngày xưa mình rất dễ buồn, rất dễ dao động. Hôm nay cứ cho là thôi mình chưa phải bậc thánh, cũng cho buồn chút đi dao động chút nhưng phải giữ lại cái tâm tĩnh lặng của mình, mau chóng. Đức Phật mà sở dĩ gọi là vua thầy thuốc là vì chúng sanh có bệnh khổ đau và đức phật là người đã giúp cho chúng sanh điều trị được cái bệnh khổ và đau của chính mình khổ mà còn đau nữa thì sao đây thưa đại chúng khổ là nó thuộc về tâm đau có khi nó thuộc về thân mà nếu chúng ta biết cách nhìn thì chúng ta cũng không không đến nỗi bị nó chi phối một cách à, cái bằng thiếu tự chủ